Hello, chào cả nhà. Đây là một cái siêu khoáng nóng Lộ Thiên ở Khánh Hòa đó mọi người ạ. Này là mô hình sinh thái mini cực kỳ đẹp tuyệt vời luôn. Hoặc là quý anh chị nào làm nghỉ dưỡng thì cực kỳ ok. Nó có điểm đặc trưng là khoáng nóng nè. Bên cạnh nó là sông cá luôn cả nhà. Đây, chính là dòng sông cá đây. Siêu khoáng nóng này nằm ở Ninh Hòa mọi người nha. Đây không ạ, đây hoàn toàn tự nhiên ạ. Một ngày thì sản lượng cho khoảng 50 đến 60 mét khối nước. Và cái nguồn nóng là được viện Pasteur kiểm nghiệm rồi mọi người nhé. Hoàn toàn sử dụng tốt cho sức khỏe lắm mọi người ạ. Hiện tại thế đất hai mặt tiền đường ô tô tận nơi, nằm trong gần cái khu dân cư luôn mọi người ạ. Đây cần gặp quý anh chị hữu duyên để kết nối cái sản phẩm này. Anh chị quan tâm thì inbox sớm vào Nhân TV mọi người nha. Đây là nguồn khoáng nóng tự nhiên nhé, một ngày cho 60 khối khoáng nóng.